Ở đây là this is bì chiến lú. Hôm qua là sáng sáng chiếu. Cái này lộn rồi. Đó. Ở đây gần khách sạn lắm, đi bộ ra khoảng chừng 5 phút là tới. Người đi bộ đông lắm. Còn cái này là kiện nó đang coi để nó xếp hàng. Coi bấm được nhiêu thì được bao nhiêu percent, được bao nhiêu percent discount cho cái tiệm. Tiệm này tên là Sammy gì đó. So this is the map of the Beijing Great Wall around the city. It's hard to see though. Cái mẫu nhỏ thôi, giống như cái bản đồ vậy đó. Thấy không, núi non, nguyên cái dạng Lý Trường Thành đó, nó dài thì bao vây quanh hết cả một cái thành phố, cả một lớn, thiệt là lớn luôn. Là cái mẫu nhỏ mini thôi đó của cái bản đồ. Cái này là Thần Hoàng Miếu ở Quảng Châu, kế bên cái khách sạn luôn. Đi bộ ra khoảng chừng 3 phút là tới. Ở Thượng Hải cũng có cái Thần Hoàng Miếu, cái chỗ mà đi ăn cái gì đó, cái sữa lùng báo đó. Ở đây thì nó gần khách sạn lắm. Thì bì chiến lú cũng gần, cách đây cũng có một tí. Ngay chiếc cổng này nè, đi ra cái quẹo phải là đó. Cái bì chiến lú. Còn quẹo trái quanh đây là cái chùa Mẫu Hồ Heo này. Cũng gần đó. Mày không biết phải cây si không nữa. Cây si nó có rễ, nó mọc nó ấy xuống như cây đa gì đây nè. Ở bên Việt Nam mình cũng có mấy cái cây đa này mà hơn 300 năm. To, nó cao thì là cao, còn cái tay này nó nhỏ hơn cây của mình. Nhìn nó cũng có bự lắm đâu cái này. Nhìn mấy cây này nó leo vô cái nhà, nhìn ngộ. Cách cái Thần Hoàng Miếu khoảng chừng 2 phút đi bộ. Thì lạ lắm. Đường Beijing Pedestrian đi bộ trên đó, có để ngay trên bản đồ. Museum, sao nó quay? Museum của mấy cái đồ mini nhỏ nè. Nó đẽo gỗ, đẽo đồ, mấy cái ấy đồ đẹp đó. Kế đây có nữa nè. Mấy cái bình hoa là đẹp, thiệt là đẹp luôn. Màu miết đồ nó dễ nữa nè. Từng cái đi theo, từng cái bông, từng cái đồ đẹp, thấy coi đẹp. Đi nữa nè. Đây nữa nè, cái này là nó vẽ nha, mà nhìn cứ tưởng theo thôi. Nhìn nó tưởng là nó theo thôi, nhưng mà nó vẽ. Đẹp, thiệt là đẹp luôn, nó vẽ đó. Nhìn không được, thấy cũng xem luôn. Mấy cái đèn lồng đèn hồi xưa nè. Mấy cái đèn á, hồi xưa người ta làm đẹp, biết rồi đẹp.